Cứu xin Chúa sáng soi, còn cô nàng xin Chúa chúc sẻ cho mọi khi mọi việc chúng con. Là Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con tiếp nhận một bệnh nhân mới, chị Vũ Thị Vân, bệnh tình của chị là ung thư vú di căn phổi và đã có quá trị rồi. Xét về mặt lân nội thì tất cả mọi người bó tay, nhưng chúng con tin tưởng vào lòng từ bi của Chúa, tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa hãy chúc lành và chữa lành cho người chị em của chúng con, Vũ Thị Vân, để chị được bình phục trở lại, chị trở về quê hương, chị làm những công việc mà chị còn dang dở trên cõi đời này, và chị tôn thờ Đức Phật là bên tôn giáo của chị cho tốt lành, phục vụ chồng con chồng sớm láng giềng, phục vụ xã hội cho tốt lành. Đó là lòng mong đợi của chúng con, cầu xin vào lòng thương xót của Chúa. Chúng con cũng cầu xin Chúa chúc lành cho sư thầy được mạnh khỏe, để sư thầy mỗi ngày hướng dẫn phật tử của thầy đến để được chữa lành. Và chúng con cầu xin Đức Phật gia hộ cho thầy để thầy được mạnh khỏe. Xin tất cả anh em trên cộng đồng mạng hãy cùng với cha với sư thầy cùng Thị Vân và cha và sư thầy và ban trưởng trưởng cộng đồng mạng con cầu xin nhờ câu con nhân gia và con. Nói chung sư thầy phải vui, bởi vì đây là phước của thầy. Bên Phật giáo thì bò từ miếng phước mà thầy ha. Cho nên mình ở tuổi này mà thầy làm được chuyện này, đó là một cái phước đức lớn vô cùng thầy, phước đức lớn vô cùng. Chúng con cũng sẽ nói với thầy cái lý do tại sao thầy phải đến đây, để thầy không có phải ngạc nhiên vì cái lý do mà tại sao trị bệnh từ xưa đến giờ, bất cứ nơi nào trị bệnh tại sao phải có sư thầy dẫn về, rồi có chính quyền dẫn về, rồi có bên công giáo, bên giám mục dẫn về. Do bởi như vậy thôi. Vào năm 2014 thì con hiểu ra được một cái tư tưởng là ăn cây cỏ mà hạt giống. Thì xét về mặt khoa học thì đây là thức ăn nano, tức là thức ăn bằng nước. Nó gọi là nó thuận lợi, hay là nó đúng hơn là nó đúng với thức ăn mà cơ thể con người tiếp nhận. Đó là năm 2014 chúng con nhận ra được điều đó. Rồi tiếp theo đó là xét về mặt lời Chúa thì đây ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mà hạt giống và mọi thứ cây có trái mà hạt giống làm lương thực cho các ngươi. Đó là xét về mặt lời Chúa. Vậy thì giữa khoa học và lời Chúa, nếu mà đức tin mà có khoa học thì đức tin không khập khiễng, mà đức tin mà không có khoa học thì đức tin khập khiễng. Mà khoa học mà không có đức tin thì khoa học đi có một giò, đi càng nhát đi không tới nơi. Mà nếu có đức tin, khoa học mà có đức tin nữa thì khoa học đi rất mạnh. Còn đức tin mà có khoa học nữa là đức tin vững vàng, giống không giống như chiếc xuồng đã trao đảo. Vì thế khi chúng con hiểu ra được cây cỏ mà hạt giống là thức ăn dành cho con người, còn động vật không phải là thức ăn dành cho con người, thì lúc này đây chúng con nghiên cứu về các tôn giáo. Ví dụ như là Đức Phật đã từng là khuyên các tỳ kheo, các chúng sanh là không được sát sanh hạ vật, vì nó là
mạng của chúng sanh. Còn xét về mặt Thiên Chúa thì đó là con cái của Thượng Đế, con cái của Chúa, động vật là con cái của Thượng Chúa, và nhiệm vụ của con động vật là trang trí cho vũ trụ và làm đẹp cho con người và phụng sự cho Thiên Chúa ở trần gian này. Vì thế khi chúng con phát hiện ra được điều này thì chúng con bắt đầu đi trên được con đường này. Thì đây là đối với Công giáo là một con đường mới. Đây là một con đường mới được gọi là một cuộc cách mạng mới, để mà thay đổi cái đường đi thôi, chứ không phải là làm cho nó hư đạo, nhưng mà giống như mình chỉnh sửa lại chút để cho nó đi cho nó vững vàng, nó không khập khiễng nữa. Thì giáo hội Công giáo cách đây là 2021 thế kỷ qua thì cái bề dày rất là dày, chỉ thua đạo Phật là 26 thế kỷ, thành ra Công giáo 21 thế kỷ. Thì 21 thế kỷ qua thì đạo Công giáo không đi con đường này, nhưng mà cũng không đi con đường này. Chúng con rõ ràng là họ thánh cho rằng là mình phá đạo, hoặc là mình phản đạo, hoặc là mình sai đường. Thì họ thánh ban cho một cái ân huệ đó là tiệt thông, phạt giả tiệt thông. Sau đó thì hội thánh lại cấm tiếp tục là không cho phép quy tụ bất kỳ người Công giáo nào, và kể cả những người mà đến đây chơi không được. Nói chung thể người đạo Công giáo là không được đến với cha từ, bởi vì đến là bị giả tiệt thông. Bên cạnh đó thì các Công giáo bạn cũng rụt rè không cho Phật tử của mình hay là không cho tín đồ giáo hữu của mình đến với cha từ, kể cả chính quyền địa phương cũng vậy, cũng cấm không cho cha từ phạm tội. Như vậy rõ ràng khi mà chúng con nhận ra cái con đường mà mình trở về với cái quy luật của tự nhiên là Thượng Đế an bài, là Đức Phật tìm ra, là Thượng Đế an bài, là Đức Phật tìm ra, thì chúng con bị cầu thấu hết. Và chúng con không còn cách nào để giúp cho người ta được hết. Sau đó sao đến từ cái ngày tiệt thông cho đến nay là năm 2018 thì chúng con trong năm đó thì chúng con nghiên cứu lại một cái vaccine, gọi là một cái loại thuốc chữa trị bệnh nan y, chứ không phải nó ung thư, mà các loại bệnh nan y mà thế giới mặt có ta. Thì khi đó chúng con đã tìm ra được một loại thuốc để trị bệnh nan y, thì bắt đầu chúng con tiến hành thành lập hội chữ thập đỏ để chúng con thực hiện cái lý tưởng này. Thì khi chúng con thành lập hội thập đỏ thì chúng con thực hiện được điều này, nhưng với điều kiện cũng không được quy tụ nữa. Vậy thì bây giờ nếu chúng con quy tụ là chúng con sai, thành thử ra chúng con không được phép quy tụ. Thì bây giờ nếu mà mọi người muốn chúng con chữa bệnh thì phải mỗi một tôn giáo đều có một vị lãnh đạo dẫn về thì chúng con mới dám chữa bệnh. Đó là nói về cái pháp nhân, luật phạm nhân là như vậy. Bây giờ nói tiếp một cái luật của phạm nhân nữa. Ví dụ như một đứa con trong gia đình mà nó chưa đến tuổi trưởng thành, thì khi nó lỡ nó đánh lộn với ai hay nó chết đi thì cha mẹ nó chịu trách nhiệm. Còn một công dân của Việt Nam mà đến tuổi trưởng thành mà lỡ nó có chết dọc đường hay chết nhà ai thì lúc này đây chính quyền có trách nhiệm khai đau ra, tức là tìm kiếm ra. Vậy thì hôm nay là cái chị Vũ Thị Dân này chỉ là một người trưởng thành. Vậy thì nếu chị đến đây mà lỡ chị chết ở đây thì không có người chịu trách nhiệm thì tụi con lại gặp khó. Thành thử ra chính vì lẽ đó mà hôm nay có sư thầy ngồi đây để đưa Phật tử của thầy đến đây để chữa bệnh. Thì cũng không có lạ lùng gì hết thầy ha. Đó là lý do. Kể cả bên Phật giáo Hòa Hảo, kể cả bên đạo Công giáo, kể cả bên chính quyền, tất cả đều phải chịu trách nhiệm trước pháp lý là dẫn Phật tử hay con chiên hay là công dân của mình về để chữa bệnh. Do bởi cái bệnh này là cái bệnh chết người thầy, bệnh này là bệnh tử. Tất cả những người mà về đến đây thì bác sĩ ở bệnh viện Việt Nam đã bỏ bó tay rồi họ mới đến đây, chứ còn nếu mà họ chưa bó tay thì không đến đây được. Nhưng trên cộng đồng mạng thì có rất nhiều người họ không hiểu. Thì khi họ thấy tụi con đưa ra cái nguyên tắc này thì họ bị sốc, họ chửi nhiều đúng không con? Nhưng mà cái điều họ la mắng, điều đó mình tiếc thay cho họ là bởi vì họ không hiểu.
Chứ nếu họ hiểu thì họ không nên nói những điều đó. Cha lấy ví dụ bây giờ con có một đứa con, thì điều đầu tiên mà con muốn con hết bệnh thì bác sĩ yêu cầu con phải ẵm con phải đưa con về, thì con phải đưa về chứ sao con cãi được, phải không? Nếu con không đưa về bác sĩ không chữa, thí dụ như giờ con vô bệnh viện mà con thí dụ thôi nha, mà con bị mổ xẻ đi thì má con phải ký tên, phải không nè? Nếu má con không ký tên thì bác sĩ không trị bệnh cho con, lúc đó con có chửi bác sĩ được không, phải không? Vậy thì ở đây cũng vậy, cha có những yêu cầu này là vì cha có lý do, và bây giờ cha không có lý do gì hết, cha yêu cầu thì cũng phải chịu thôi, bởi vì cái bệnh này bệnh lớn thầy ha, bệnh này bệnh lớn phải có người chịu trách nhiệm cùng với cha thì trị bệnh mới được, và cả ba bốn mặt giáp đời nó mới dùng để trị bệnh. Đó là lý do mà thầy có mặt ở đây. Hôm nay thầy 82 tuổi rồi, thầy đã lớn tuổi rồi, nhưng mà thầy đến đây thì tụi con cũng rất là vui mừng, hân hoan, hoan hỷ đón nhận thầy. Nhưng mà tụi con cũng đau xót khi thầy lớn tuổi mà phải đi vậy. Nhưng mà thôi thì bù lại cứu một mạng người mà xây cả mấy cảnh chùa thôi mà thầy ha. Đó là điều này là điều tốt lành cho thầy. Cũng nói sát sườn hơn nữa là cuộc đời của mỗi người đều phải có một cái cơ hội trắc nghiệm, có một cái cơ hội để mình trắc nghiệm mình. Ví dụ như bây giờ tụi con có điều kiện để tụi con trị bệnh, là tụi con trắc nghiệm lại cái khả năng, cái trình độ hay là cái lòng từ bi. Thì hôm nay chị này bệnh thì thầy cũng có cơ hội để trắc nghiệm cái lòng từ bi của thầy, phải không? Nếu như bây giờ không có chị này thì không biết rằng là thầy sẽ có mặt ở đây hay không. Nhưng mà nhờ chị này bệnh, thầy lại trắc nghiệm được lòng từ bi của con, lại được nâng lên cách nữa. Đó, nói một cách khác hơn là chắc có lẽ người bệnh là chủ nhân của mình. Bởi vì nhờ đó mà mình được trắc nghiệm cái lòng từ bi. Nhờ đó mà thầy lại có lòng từ bi hơn. Nói một cách gần gũi nhất là thầy cũng phải cảm ơn người bệnh. Nhờ có người bệnh mà thầy thực hiện được lời dạy của Đức Phật rất là sát nữa, rất là sát sự. Thì đó là lý do là như vậy. Còn riêng về các tôn giáo bạn cũng vậy, riêng về đạo tôn giáo cũng vậy, phải có người dẫn về thì tụi con cũng nhắn chuyện. Đó là nói về cái nguyên tắc của mình cũng vậy, để thầy thẳng thẳng lỡ nhà người ta tám mấy tuổi người ta phải dẫn đi về khổ đau quá. Mà từ xưa đến nay không có chỗ nào bị bệnh ngược đời như vậy. Thì tao bệnh thì mày chữa rồi tao đến. Nói nè, tại sao mày phải yêu cầu tao dẫn về như vậy? Đó là cái lý do mà tụi con yêu cầu là như vậy. Thì thành thử ra với cái lý do này thì nó cũng không có bất hợp lý, và lý do này nó cũng hợp lý vô cùng. Và cái lý do này mà nếu như mà bệnh nhân không được chẩn về thì chúng con không chữa bệnh được, thì bệnh nhân có những cái mình từ bi phải đúng nghĩa thầy ha, chứ không phải là ví dụ như con nói thầy đang trụ trì một cái chùa, mà bây giờ đã nói chùa là mở rộng cửa từ bi. Nhưng mà thưa thầy, chứ bây giờ thầy mở cửa ai vô cũng được, thầy chịu nổi không? Phải không? Thầy cũng phải có cách để mà giới hạn. Ví dụ như giờ đứa nào nó ăn chơi rồi nó vô, thầy ơi cho con tu, thầy ơi cho con tu, nó vô ba bữa nó ra, thầy đâu có chịu nổi. Biết rằng chùa là nơi từ bi, biết rằng tu là sửa, thầy công nhận với con. Biết rằng cái chùa là thể hiện lòng từ bi hỷ xả, tha thứ mọi sự, đón nhận mọi sự. Biết rằng người vô chùa tu là để tập mình, để sửa mình, biết hết. Nhưng mà con ơi, con muốn vô trong chùa thầy con tu, con phải có cái nguyên tắc, con phải có cái quy chế, chứ không phải là ai vô cũng được hết, không được. Thì ở đây cũng vậy thầy, ở đây là cứu người nhưng cũng phải có nguyên tắc mới cứu được, còn nếu thiếu nguyên tắc thì cứu không được. Vậy nếu mà mẹ con mà thầy không dẫn về, con có buồn không? Buồn nhưng mà rồi con cũng không thể nào giải quyết được vấn đề, phải không? Tức là con buồn là bởi vì trong cuộc sống của con, tại sao con không, đến khi mẹ con hay con bệnh không được phúc đó, con buồn thì con về con phải tạo. Cha nhớ là nhiều thầy chức pháp, khi mình có tội, khi mình nghèo quá thì mình đừng hỏi ai hết, mà mình hãy tiếp tục tạo phúc, chứ đừng hỏi tại sao tôi nghèo. Mình càng nghèo thì mình càng tạo phúc, chứ mình đừng nghèo rồi mình lo mình làm ăn khá lên mình mới tạo phúc, đó không phải là giàu được không?
mình càng nghèo thì mình càng tảo hức, càng tảo hức, càng tảo hức. Mình thấy mình đau bệnh thì mình càng sáng hố, càng sáng hố. Chứ không phải mình thấy mình đau bệnh rồi mình kiếm chỗ chữa bệnh là mình hết bệnh, không có chuyện này. Cái bệnh này không có nằm ngay chỗ uống thuốc là hết, mà nằm ngay chỗ sáng hố và tảo hức. Thầy công nhận với con chỗ này không? Bởi vì cái bệnh này là cái bệnh là coi như đối với đạo Phật đó là bệnh nghiệp, phải trả nghiệp. Đối với đạo Chúa là phải đền nợ má. Còn đối với khoa học là bệnh hiểm nghèo, bệnh nan y không chữa được. Vậy thì tất cả mọi người mà mắc cái bệnh hiểm nghèo này, bệnh nghiệp này, nợ máu này, là anh phải sám hối, anh phải tạo phước ngay thôi, chứ không có chuyện mà uống thuốc là hết. Nhưng cũng may mắn thay là cha đã tìm ra một cái loại thuốc để trị bệnh này. Nhưng trong quá trình trị bệnh này thì cũng phải vừa tạo phước, vừa sám hối, vừa uống thuốc, chứ đâu phải nói là chỉ tạo phước là hết, sáng hối là hết, mà phải có thuốc nữa. Bởi vì nó liên quan đến cái thể lý chứ không phải chỉ tâm lý mà thôi. Vậy con nói tiếp với thầy, tại sao từ xưa đến giờ, nói chung là nó gần nhất là hơn năm nay là thầy 80 tuổi đi, thì cho đến giờ thầy chưa có tìm ra được một chỗ nào chữa bệnh nan y mà đã có kết quả lành tính. Hiện nay tụi con đang chữa rất nhiều ca nan y, không biết không nhớ bao nhiêu ca, nhưng mà ít nhất là tụi con cho ra 14-15 ca nan y, tất cả đều phải theo khoa học xác nhận là lành tính và tụi con mới cho về. Như vậy tụi con nói gần nhất là trong cuộc đời của thầy năm nay là 80 năm trên vũ trụ này, thì không biết là thầy đã tìm ra được một cái chỗ nào chữa trị bệnh nan y mà khỏi bệnh với một cái tinh thần của khoa học chưa? Nhiều chỗ chữa nan y đó, nhưng mà hết bệnh là hên với xui. Thầy công nhận với con không? Hết bệnh là do hên, do xui, do cầu nguyện, do ăn năn sám hối, do tạo phước, do bòn phước gì đó, chứ không phải hết bệnh là do khoa học xác nhận. 80 năm trong một đời thầy là như vậy, thầy công nhận với con. Vậy thì hôm nay thầy chứng kiến một nơi trị bệnh ung thư hết bệnh bằng khoa học, chứ không phải hết bệnh bằng hên xui. Ở đây tụi con không có trị bệnh bằng hên xui, hên xui trị không được, mà hên xui cũng không ai tới. Vì tụi con trị hết bệnh bằng khoa học cho nên tụi con mới dám nói thẳng là phải có người dẫn về chứ. Bởi vì khi trị bệnh bằng khoa học thì cái loại thuốc này nó đưa vào cơ thể có khi là nó bị tác dụng phụ, mà khi đã gặp một cái tác dụng phụ thì dẫn đến tình trạng là chết người. Còn cái chuyện hên xui không có chuyện chết người đây. Cái chuyện mà cầu phép màu phép màu đó là nó không chết người theo kiểu là mình quyết định. Còn trị theo khoa học là có khi nó chết người do mình cho thuốc vậy. Thành thử ra tụi con mới đề nghị thẳng thừng là phải có sư trụ trì đưa về, hoặc là chính quyền địa phương đưa về, hoặc là giám mục đưa về. Đó là tụi con. Vì tụi con trị bằng khoa học, mà cơ thể của mình có khi mình đưa một liều thuốc vào có khi người ta bị sốc và chết rồi. Thì trong khoa học, trong Tây y là như vậy thôi. Có khi mình bơm nước biển vô thôi, mình không có đo huyết áp, không có chuẩn bị sẵn, bơm vô cái sốc luôn. Vậy thì lúc này đây mình bị thua. Rồi, mình thử ra tụi con đưa ra một nguyên tắc là như vậy. Bây giờ tụi con nói tiếp. Tại sao 80 năm qua thầy chưa tìm ra được một cái nơi trị bệnh hiểm nghèo, trị bệnh nghiệp bằng khoa học, mà thầy chỉ nghe nói là có nơi đó trị bệnh hiểm nghèo bằng hên xui, bằng phép màu. Thí dụ như ở bên Phật giáo thì có ông Đại Đức Thích Giác Nhàn là ở ngoài Đà Lạt, thì thầy có một cái phòng để mà cầu siêu tụng niệm cho những người bệnh nan y. Nếu như mà người đó đến bệnh nan y mà hết thuốc chữa thì đến chùa của thầy Thích Giác Nhàn để mà cầu siêu tụng niệm. Nếu hết thì đem về sống tiếp tục, còn nếu không hết thì có thể là thầy an táng chung các cái đó, hoặc là đem về nhà chung các an táng. Điều này nó đã rầm rộ từ năm 2014 trở về trước thầy, nhưng mà từ năm 2014 trở về đây thì nó hết rồi, nó
nói là nghe nói thầy thích trái nhài cũng đã rồi, thầy đưa sang Mỹ rồi. Còn ở Việt Nam cũng là như nhưng mà rõ ràng thầy thấy cái cách trị bệnh của thầy thích trái nhài không phải là không hết, nhưng cái cách đó nó không có một cơ sở vững chắc. Thì đại đa số giờ thầy đang nghe là trên đất nước Việt Nam mình trị bệnh nan y là trị như vậy, hoặc là người Công giáo thì cứ đọc kinh cầu nguyện thôi để mà xin Chúa chữa lành, như là nhà bè giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè cha du xe Trần Đình Long, thì ai ung thư thì cứ tới đó đọc kinh cầu nguyện cầu xin Chúa chữa lành Chúa che gì đó, nhưng mà được mấy ai hết thầy. Và cái hết đó không phải là cái hết mà làm cho người dân người ta được mấy người có niềm tin như thế đó. Giống như ở trong Phật giáo, cái ông cái ông gì mà chặt tay tôi quên đi rồi, ông gì mà ông chặt 99 ngón tay ông vô não. Mấy ai mà có phước được gặp Đức Phật như ông vô não, trong khi ổng là một người ăn chơi, một người quậy đời quậy pháp, mà tới giờ chót ổng còn một ngón tay nữa thôi, ổng tìm cho được một ngón tay nữa, ổng chặt 100 ngón tay hay gì đó để mà ổng được làm thách. Nhưng mà một lần nọ người ta nói à, bây giờ anh ổng biết rằng trên đường này là Đức Phật sẽ đi ngang qua đây để thuyết pháp, bắt đầu ổng rình Đức Phật đi ngang qua, ổng cầm dao chặt vô tay Đức Phật để lấy ngón tay nữa. Nhưng mà Đức Phật biết đó, nhưng mà Đức Phật không sợ, Đức Phật chỉ dùng thần thông để thuyết pháp, để mà cải tà quy chánh đó. Nhưng mà khi Đức Phật tới rồi thì bắt đầu ông này đâu có nghe, ông này bắt đầu tìm cách rượt Đức Phật, nhưng mà Đức Phật cũng cứ đi, mà ông vô não này cứ chạy, bắt đầu ông vô não chạy không lại Đức Phật. Vô não nói tại sao tôi chạy mà ông không đứng lại, ông cứ đi hoài, ông cứ chạy hoài, mà ông chạy hết tốc lực mà ông chạy không lại Đức Phật. Mà khi nhìn vào Đức Phật thì thấy Phật đi, Đức Phật muốn quay trở lại nói vô não này ta đứng đợi lâu rồi, tại vì ngươi không đứng cho nên ngươi mới thấy ngươi chạy này. Từ chỗ đó Đức Phật lại cải tà quy chánh được vô não, và sau đó vô não cuối cùng cũng phải trả một cái nghiệp rất là đắt, cho dù có là mặc áo cà sa, cho dù có là trở thành tỳ kheo, nhưng cuối cùng vô não cũng phải là bị người ta chọi đá đập đá, và cuối cùng vô não cũng phải trả cái nghiệp bằng. Vậy thì thưa thầy, quả thật con cũng thuộc nhiều bên Phật giáo, nhưng nếu có gì sơ sót thầy cũng rộng lòng tha thứ cho. Ngược lại nói tiếp, khi mà vô não làm như thế thì tất cả mọi người không ai cho phép, kể cả Đức Thầy A Nan cũng không cho phép ổng là quy. Nhưng mà cuối cùng Đức Phật nói ta cho phép vô não, cho phép vô não, và cuối cùng vô não quy y thật sự. Nhưng hãy nhớ một điều này, cái điều mà vô não quy y đó là cái điều mà vô não hiểu không nhiều, nhưng mà vô não mà theo Đức Phật là do thần thông Đức Phật đã muốn vô não trở thành một người. Đức Phật đang muốn nói với mọi người, các thầy tiền theo đó, rằng đó là cái phép lạ của Đức Phật, nhưng Đức Phật không nói ra. Đức Phật không nói ra, nhưng mà Đức Phật muốn diễn tả cho thấy ông này ổng ăn chơi vậy làm sao ổng, cái điều ta nói làm sao ổng hiểu hết được. Nhưng cuối cùng ổng theo ta ổng tu, không phải vì cái lời ta nói cho ổng hiểu, nhưng vì cái từ bi của ta làm cho ổng bỏ tất cả. Và cái phép màu của Đức Phật là chính là lòng từ bi. Thầy công nhận với con chỗ này không? Cái phép màu của Đức Phật chính là lòng từ bi, và đó là một cái phép màu thực tế nhất mà không ai cho rằng mê tín mê tét gì đây. Vậy thưa thầy, ngày hôm nay thầy đến đây để thầy chứng kiến một cái nơi chữa trị ung thư bằng một cái cách chữa trị bằng Phật chứ không phải bằng đức tin hay là bằng phép màu. Nhưng đức tin của anh tôi không chống đâu. Anh tin Phật, anh có quyền tụng kinh niệm Phật, nhưng anh phải đi theo phác đồ này. Và anh đạo Chúa, anh có quyền đọc kinh tờ lại Chúa, nhưng anh phải đi theo phác đồ này. Cái chuyện đức tin của anh là của anh, tôi mừng.
Nhưng anh muốn trị hết bệnh anh phải theo phác đồ này. Vì cái phác đồ này tụi con đã nghiên cứu ra cách đây là 5 năm. Và nó đã được chuẩn hóa ở phòng nghiên cứu. Và đến ngày hôm nay nó đã cho ra rất nhiều ca ung thư lành tính. À, tại sao tụi con nghiên cứu ra được một cái loại thuốc trị ung thư như thế này? Thầy con muốn biết chỗ này. Nó là như thế này thầy. Do bởi con người ta ngày hôm nay không còn coi cái luật thiên định quan trọng nữa, mà chỉ nhìn vào cái luật nhân định mà thôi. Vậy thì từ cổ chí kim có theo đạo Phật giáo, từ tạo thiên lập địa, Thiên Chúa đã an bài cho con người một cái đường đi rõ ràng. Thượng Đế đã an bài cho con người một con đường đi rõ ràng. Rồi con người lại vì thế gian, con người lại quên đi cái đường đi của Thượng Đế, mà nhớ đến đường đi của nhân định, là của con người định ra. Cho đến khi mà đạo Khổng, đạo Lão ra đời, thì con người cũng không còn biết cái đường đi của Thượng Đế, mà cứ nhớ đường đi của đạo Khổng, đạo Lão. Đến khi Đức Phật xuất hiện, thì trước khi Đức Phật xuất hiện là có hai vị là quên tên đúng quá. Thì ít nhất con muốn nói rằng khi Đức Phật xuất hiện, Đức Phật mới chỉ cho chúng sinh một con đường mà Thượng Đế đã an bài, là trong trời đất vũ trụ này có luật nhân quả con ơi. Đây không phải là cái luật mà Đức Phật lập ra, nhưng mà Đức Phật nhìn thấy trong vũ trụ này có một cái luật nhân quả, mà luật đó là luật tự nhiên, có phải là Thượng Đế an bài. Nhưng con người không nhận ra được. Cuối cùng khi thời 49 năm Đức Phật quần pháp tại Trần gian này, thì bao nhiêu đệ tử theo Đức Phật. Nhưng mà khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, thì hiện nay các đệ tử lại quên đi cái lời của Phật dạy. Nhưng mà các đệ tử uổng chỗ này, Đức Phật nói điều ta nói là ta nói, nhưng các tỳ kheo ấy câu điều ta làm. Nhưng mà rồi sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, thì Đức Thầy A Nan mới hỏi Đức Phật: thầy ơi, như vậy thầy nhập Niết Bàn rồi là con sợ nó lộn xộn. Đức Phật nói đừng sợ. Đức Phật bảo là đừng sợ lộn xộn, tự động anh em con, các tỳ kheo, các thầy có cách sắp xếp. Cuối cùng sắp xếp ra hai phái: phái tiểu thừa, phái đại thừa. Tức là một phái Nam Tông, một phái Bắc Tông. Phái Nam Tông hiện nay là phái ăn mặn, dính vào cái điều kiện mà không nghe, không thấy, không ngửi, không xi thì ăn. Còn phái Bắc Tông là chay kỳ, chay ngày, chay trường. Nhưng ngược lại, đối với Như Lai thì mới ăn được. Vì Như Lai đã tu quá quá nhiều kiếp rồi, Như Lai bây giờ ăn cái gì cũng là giác ngộ hết. Như Lai ăn cái gì cũng giác ngộ hết. Còn anh là phàm phu, mà anh nói anh không nghe, không ngửi, không si, mà anh ăn anh giác ngộ. Không có chuyện này. Thầy công nhận với con không? Đối với Như Lai ăn cái gì cũng giác ngộ hết. Nhưng mà đối với con, đối với thầy, ăn bậy là chết à. Đừng có giỡn à. Phải hiểu như vậy mới đúng. Cho nên các phái Nam Tông này hiện nay đang rối. Công nhận với con, đang rối vậy. Ngoại trừ duy nhất chỉ có Như Lai là đứng giác ngộ, thì Như Lai mới ăn cái gì cũng được. Còn chúng ta là cái người phàm phu, phàm nhân, chúng ta là người thường, chúng ta phải ý thức mỗi ngày cái lời của Phật dạy là không sát sanh hại vật. Chứ chúng ta đừng có nhìn qua Đức Phật mà không nghe, không thấy, không ngửi, không si, rồi ta ăn với Đức Phật, cuối cùng ta bị đọ. Ta bị đọ. Rồi bắt đầu ta mới nói: trời ơi, tại sao con theo Phật mà con bị đọ? Bởi vì con quên lời của Phật dạy. Mà lời của Phật dạy là Phật nói trong trời đất này có một cái định luật nhân quả, con không nghe. Rõ ràng là con bị đọ là tại con. Vì Đức Phật là đấng giác ngộ, chứ đâu phải con là giác ngộ. Vậy con muốn giác ngộ theo Đức Phật, con phải nhìn Đức Phật dạy cái gì. Chứ con nhìn Đức Phật ăn là con ăn theo là con chết liền. Thầy công nhận với con chỗ này không?
bên Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Vậy thì bây giờ Chúa Giêsu là đấng cứu thế thì Chúa Giêsu dạy cho các con cái cách để được cứu thế. Nhưng mà các con không chịu nghe. Các con không chịu nghe, các con cứ mãi mê, bị mê muội trong tiền kiếp của động vật. Cuối cùng Ngài thấy tất cả qua đi đó. Vậy thì tại sao ngày hôm nay Thầy xuất hiện ở đây để Thầy nghe chúng con nói chuyện về chữa bệnh ung thư? Là bởi vì chúng con dẹp hết cái luật của nhân định, chúng con trở về với cái luật của thiên định. Đó là ăn cây cỏ mang hạt giống. Đối với khoa học đây là thức ăn nano. Còn tất cả mọi người không chữa được ung thư là bởi vì họ đang theo cái luật nhân định. Đó là luật của con người định ra. Cho nên tất cả đều đi theo một cái nguồn máy, nó cuốn rồi. Anh sinh ra anh ăn cái đó, anh lớn lên anh bệnh. Thì rõ ràng là nói theo lời của Phật là sinh lão bệnh tử. Vậy thì nếu như con không gặp cha để cứu con mà con chết vì cái bệnh ung thư này thì theo đạo Phật gọi là sinh lão bệnh tử, đúng không nào? Coi như con chết không ai buồn con nữa, bởi vì con có thân là phải bệnh, có thân là phải chết. Đối với đạo Chúa, mà nếu con không gặp cha, đối với đạo Chúa là lúc đó khi con chết là Chúa gọi con về. Vậy thì bây giờ con gặp cha cứu lại con. Vậy thì cái chỗ này là chỗ nào Chúa gọi con về? Cái chỗ này là chỗ nào sinh lão bệnh tử đây? Cha đang chứng minh ngược lại. Vậy thì con đang nói gì đạo Chúa chút nghe thầy. Khi mà Thiên Chúa dựng nên vũ trụ này thì con người họ sống hàng ngàn thế kỷ, hàng ngàn lắm. Nhưng mà khi mà Thiên Chúa hủy diệt cái vũ trụ này thì Chúa lại hứa với Noe, ta không hủy diệt vũ trụ này, nhưng ta hứa rằng ta sẽ cho mỗi người sống đến 120 tuổi. Mà ngày hôm nay nó ứng nghiệm với khoa học là khoa học tìm ra được cái tuổi thọ của con người từ 120 đến 140. Đó là khoa học đang xác nhận. Mà ngược lại, nếu anh muốn sống từ 120 đến 140 là anh phải đi vào cái thức ăn nano là cây cỏ mang hạt giống. Còn nếu anh ăn động vật anh không thể sống được. Vậy đối với hiện giờ con đang ăn động vật thì nếu con chết đi rồi thì các thầy sẽ nói với con rằng: con ơi, sinh lão bệnh tử đây là nghiệp con phải trả. Quê. Ủa vậy bây giờ con tới cha thì cứu con sống lại thì cái câu đó còn giá trị không? Vậy nếu con tới đạo Chúa thì các cha sẽ nói: con ơi, tới giờ Chúa gọi con về, con phải chịu thôi con ơi. Ủa vậy con tới cha thì cứu con sống vậy? Chỗ này Chúa nói là sao? Tất cả là do chúng ta đi vào cái luật nhân định mà chúng ta bị sai hết hoàn toàn thầy. Thầy công nhận với con. Tuy mặc dù con nhỏ thầy 40 tuổi nhưng mà có gì sai sót thầy chỉ bảo thêm nha. Vậy chúng ta phải theo cái luật thiên định. Và chúng con đã phát hiện ra trong trời đất này người ta quên đi cái luật thiên định. Mà kể cả đạo Công giáo bây giờ là quên xóa luôn cái luật thiên định. Còn đạo Phật thì còn giữ được chút chút. Kẻ thì ăn cho trường, kẻ thì ăn cho ngày, kẻ cho kỳ, cho tháng, cho năm, kẻ thì ăn mặn mũi. Tất cả là điều sai cái luật của thiên định. Mà luật thiên định này đối với đạo Chúa đó là Chúa định. Đối với đạo Phật là Đức Phật nói trong vũ trụ trời đất này có cái luật đó. Mà tất cả đều đi sai. Bây giờ tại sao chúng con trị được là chúng con đưa người ta trở về những cái luật thiên định. Tự khắc cái bệnh đó nó sẽ tan biến đi. Còn nếu nó không tan biến đi đó là mệnh trời sắp đặt cho. Lúc này đây mới quyết định được mệnh trời. Vậy trở về với cái luật thiên định là gì? Là tụi con đưa một cái người bệnh nan y trở về với một cái thức ăn nano. Và cái thức ăn nano này đối với một người bệnh là phải dùng cháo nano, chứ không thể dùng cây cỏ mà hạt giống hay là chai trường mà hết bệnh được. Không có. Trong quá trình điều trị cho một người bệnh nan y thì anh phải trở về với cái thuốc là cháo nano. Ở đây cái cháo nano này không còn gọi là dinh dưỡng đơn thuần, mà nó chính là một loại vaccine để mà đẩy lùi các tế bào. Đẩy lùi các tế bào. Mà cái ông Osawa ở bên Nhật Bản đó,
ông nghiên cứu ra được một hộp gạo lứt và muối mè, ăn nhai trong miệng cho nó thành nước rồi mới hút. Nhưng mà con hỏi chú chứ giờ một người ung thư gần chết mà biết ta nhai tối ngày thành nước, ta nhai đâu có nổi. Đó nè, điều đó đúng. Tức là nhai cháo gạo lứt muối mè gạo huyết rồng nhai cho thành nước để trị bệnh là đúng, nhưng mà với điều kiện người đang còn khỏe đó thì ăn cái đó để đẩy lùi, để ngừa bệnh. Còn bây giờ ung thư nằm rên không mà giờ đưa một muỗng cơm vô miệng thì nhai thành nước chắc nhai không nổi. Vậy tụi con nghiên cứu ra được một loại cháo nano. Cháo nano này phải nấu nó thành nước. Giờ nó không phải là cháo nữa mà nó là nước, hay gọi tắt là nước cháo, chứ không phải là cháo nước. Hai cái khác nhau. Cháo nước là cháo nhà nước, lộn xộn. Còn này nước cháo, tức là hột gạo nấu thành cháo, mà cháo nở ra thành nước. Vậy thì lúc này đó cái tinh bột, cái tinh bột của hột gạo đó, nó sẽ tức khắc, nó sẽ trở thành một cái loại thuốc chống ung thư, gọi là chống nan y. Và rõ ràng cái loại đó nó đưa con người ta trở về với cái luật thiên định, đó là ăn cây cỏ. Bên cạnh đó tụi con dùng các loại thuốc mà gọi là khoa học chứng nhận là cây xạ đen, hay là cây rau mèo, hay cây rong giềng đỏ, vân vân, các loại cây mà chúng con đang có được dùng để hỗ trợ cái bệnh nan y. Chứ còn cái chính ở đây là cháo thôi. Thầy thấy chúng con trị bệnh được khoa học rõ ràng, nó cụ thể vô cùng. Giờ đây không ai có thể nói tụi con trị theo kiểu mê tín gì đâu. Đó là một cái cách mà tụi con nghiên cứu ra được một cái công nghệ chữa trị ung thư. Ở đây tụi con gọi là công nghệ mới, mà gọi là công nghệ nano. À, công nghệ nano để chữa trị bệnh nan y. Thì tụi con nói với thầy vậy là khi thầy đưa một người bệnh đến đây thì phải hiểu cái cách tụi con trị bệnh và hiểu cái nguyên lý tụi con thầy để thầy đến đây. Và khi đến đây rồi thầy hiểu cái nguyên cái cách tụi con chữa trị bệnh là như vậy. Bây giờ cha nói tiếp với tụi con là người bệnh nha. Mà tụi con vô đây được mấy ngày rồi? Ngày thứ ba rồi phải không? Con có ăn cháo chưa? Tức là ăn theo không? Mà hôm nay mới là người vô phát đồ nha, ăn theo thôi. Vậy thì con đã nghe hết những người bệnh là trình bày với con về cái nguyên tắc ở đây chưa? Cặc là bị đuổi đúng không? À, bị rầy đúng không? Con đi sai phát đồ cha trị không được nha. Con muốn hết bệnh con phải cố gắng đi đúng phát đồ. Con hãy nhớ lời của Phật dạy con là phải tự mình thắp đuốc mà đi nha. Rồi cha khuyên con tiếp tục. Sau khi con hết bệnh rồi, con trở về, con lo chuyện Phật Pháp nha. Chứ con không được lo chuyện gì khác, bởi vì rõ ràng là hôm nay thầy là cái ngôi báo thứ ba dẫn con đến đây. Ở trong Phật, đạo Phật nó có ba ngôi báo: Phật, Pháp, Tăng. Phật là Đức Phật, Pháp là lời của Phật, Tăng là đây, Bán Thầy. Đây là ngôi báo thứ ba đã dẫn con đến đây. Con ơi, Phật Pháp khó nghe, thân người khó được, cao tăng khó gặp. Mà vị sư thầy này 80 tuổi là một cao tăng rồi, mà còn đến đây, đưa con đến đây trị bệnh. Chuyện này phước lớn lắm con, phước lớn, mạng lớn lắm. Do vậy mà con phải tự tin rằng với phát đồ này, với những người như vậy thương con, thì con kéo dài sự sống một cách mãnh liệt. Rồi từ đó trở đi, con sẽ cố gắng con sống với hết những gì con có thể sống được cho Phật Pháp. Con có đồng ý chỗ này không? À, cố gắng nha. Rồi con phải là sớm tối ngày đêm cơm bưng nước lót cho thầy. Không phải mình trả ơn thầy ha. Thầy cũng không cần mình trả ơn đâu. Nhưng mà con ơi, cái chỗ đó quan trọng. Con nói thầy đồng ý không? Thầy không có cần con trả ơn đâu, nhưng mà cái điều đó con tự phải làm nha. Bởi vì cái mạng sống con ngày hôm nay mà con được cứu lại là không phải do cha và ban diện chẳng đâu, và do cao tăng của con đó, do thầy đó. Nếu thầy không đến đây thì con không thể nào mà con được chữa lành. Vậy thì hôm nay thầy đến đây là chính thầy đã chữa lành cho con. Vậy cha khuyên con, sau khi con trở về với một con người mạnh khỏe, con phải cơm bưng nước lót, ha, và con phải
theo Phật, chết về cõi Phật nha. Và phải cơm bưng nước lót cho thầy. Tuy thầy không có cần có đâu, thiếu gì đệ tử của thầy nó đòi bưng cho ổng mà ổng cũng đâu cho đâu. Con là cái hạng là chót chót ở ngoài kia kìa nha. Nhưng mà chưa chắc nha con, nếu con có lòng để mà cơm bưng nước lót thì con sẽ có cơ hội đó để con trả ơn lại cho thầy nha. Bởi vì thầy đã cứu mạng con chứ không phải cha và ban dưỡng chẳng. Cha và ban dưỡng chẳng chỉ là những người phục vụ. Nếu đủ điều kiện thì cha và ban dưỡng chẳng phục vụ ngay chứ không có từ chối nha. Còn thầy mới là người dẫn con đi cứu mạng. Còn những cái nguyên tắc ở trong phòng khám là con biết hết rồi phải không? Đó là những cái đã khuyên con như vậy. Rồi khi con trở về với gia đình, con phải sống lại những ngày tháng mới, những ngày tháng từ bi hỷ xả. Ở đây cha gọi yêu thương cho con, thì con phải từ bi hỷ xả. Và thêm một cái nữa, từ bi trí tuệ. Ngày hôm qua từ bi hỷ xả là ở nhà con á, vô tới đây chữa bệnh xong rồi về, ngoài cái chuyện từ bi hỷ xả là phải có bên cạnh đó từ bi trí tuệ. Trí tuệ ở chỗ giờ đây là chúng ta phải ý thức rằng là ta không được sát sanh hại vật. Do bởi con ăn con mới bệnh. Con ăn sai cái thức ăn đó con mới bệnh. Chứ nếu con ăn đúng cái thức ăn mà cây cỏ mà giống thì cõi đời này khó bệnh. Không có tự nhiên mà Đức Phật dạy con không được sát sanh. Đức Phật là đấng giác ngộ. Mà Đức Phật dạy con không được sát sanh, mà con sát sanh thì con bệnh phải rồi. Không có tự nhiên mà Chúa Giê-xu dạy con không được sát sanh. Chúa Giê-xu dạy con ăn cây cỏ mà hạt giống mà. Chúa Giê-xu là đứng cứu thế, Đức Phật là đứng giác ngộ. Cả hai đứng này ta dạy mình rõ như ban ngày. Nhưng mà tại vì mình không chịu nghe. Thấy rõ không con? Ngày hôm nay con bệnh rồi con mới té ngửa ra, con mới nghe, con mới hiểu. Muộn rồi. Nhưng vô não còn kịp mà thầy ha. Vô não còn trở về được mà, uống gì con đây. Cha nói vô não không con hiểu không? Vô não là con đại đức vô não đó. Ông mà nãy cho kể là theo Đức Phật vô não mà còn quay trở lại kịp mà. Nó Mục Kiền Liên còn kịp mà, đúng không? Mục Kiền Liên mà trở lại còn là thần thông đệ nhất của Đức Phật mà. Nó vậy thì tụi con cố gắng nha. Tụi con cố gắng, tụi con từ bi hỷ xả. Chuyện đó là chuyện nó thấp lắm. Chuyện đó con không làm được. Mà còn từ bi trí tuệ. Trí tuệ là giờ đây tôi không được sát sanh hại vật. Năm cái giới cấm nó còn hiểu. Không tham lam, không trộm cắp, không nói lưỡi đôi chiều chứ nha. Cha không minh đạo Phật thì cha không hiểu nhiều. Có gì thầy sẽ hướng dẫn con hơn nha. Còn mấy cái đó cha không hiểu đâu. Thì nhiều khi cha nói nên thầy cũng rầy cha nữa. Đó. Vậy những cái giới cấm nó còn phải hiểu để con trở về với một cái cuộc sống mà giờ đây theo lời của Đức Phật là mình được giải thoát, mình được giác ngộ, đúng không ạ? Mình được giải thoát, mình được giác ngộ. Còn nói theo lời của bên đạo Chúa cha là mình được cứu độ, mình được Chúa cứu độ mình. Cứu độ với một cái tinh thần là mình phải biết tự cứu mình. Chúa dạy mình như vậy đó, bây giờ mình tự làm theo thì mình mới được cứu độ. Chứ đâu có chuyện mà mình có tội, mình lại mình sinh là mình hết tội. Chuyện này hết đó con. Bây giờ cha giải tội con là hết tội đó. Nhưng con phải làm theo ý cha. Cha phạt con gì con phải làm theo đấy à. Bây giờ con lại con xin tội cha à. Cha sẽ cầu nguyện xin Chúa tha tội cho con. Nhưng với điều kiện là con phải ăn cây cỏ mà hàng cấm suốt đời. Em nói không? Lại đây xin tội xong rồi đọc năm kinh kính mừng con hết tội. Chuyện này phải ăn năn sám hối, phải đọc kinh cầu nguyện, phải bòn từng miếng phước và phải ăn cây cỏ mà hạt giống trọn đời. Vì con đã đi sai cái luật của thiên định, thầy đồng ý không? Đi sai cái luật của thiên định rồi, bây giờ con dẹp cái luật của phàm nhân. Và trên đời này thì ai dẹp luật phàm nhân là bị nhốt, giống như cha Tường dẹp luật phàm nhân là bị nhốt ngay thầy. Bị nhốt ngay thôi. Nhưng không sao thầy. Cuộc sống ở trần gian này chỉ là một quán trọ thôi. Cái mà người ta nhốt mình là cái người ta tạo điều kiện cho mình tu á. Chứ không phải người ta nhốt mình là người ta ghét mình đâu. Mình phải nhìn ra ngay chỗ này. Thí dụ như là con đang trị ung thư đây. Mà nếu mọi người cấm con trị ung thư là mọi người đang làm cho con phải tu tiếp á.
chứ không phải là con buồn đâu, con có buồn à, người bệnh mới buồn chứ con có buồn. Bởi vì đối với tụi con bây giờ trị bệnh ung thư như lật qua một tháng, lật qua lật lại chứ không khóc. Anh ung thư không, anh vô đây trị anh vào 3 ngày tôi định cho anh ngày ra lật qua lật lại, còn nếu anh chết là tại số của anh rồi. Nói gì vậy, quê không quê đó à, không quê. Ở đây trị bằng khoa học, bằng phác đồ, không có quê, không có chuyện quê đấy. Ở đây trị ung thư cho anh giống như trở lòng bàn tay, trở qua trở lại. Anh phải theo phác đồ này để ban viện cảnh trở qua trở lại cho anh, từ từ nướng riết anh sẽ tính, anh sẽ hết bệnh thôi nha. Nhưng mà với điều kiện con phải theo phác đồ, và sau khi con hết bệnh rồi con phải giữ vững cái lời của Phật dạy là không sát sanh lại, phải từ bi trí trí huệ, từ bi trí huệ, từ bi trí tuệ, từ bi hỷ xả. Còn bên cha là yêu thương cho không, ăn cây cỏ mà chứ. Tại xưa nay tụi con không ai hướng dẫn. Cha mẹ sinh ra lớn lên rồi thì mình cứ theo tiền kiếp tổ tiên ông bà rồi cứ đi, cứ đi, đi rồi tới chừng đó là sụp không hay, rồi tới chừng sụp rồi không ai cứu mình nữa. Nọ là như vậy. Mà đến ngày may mắn cho tụi con là còn ông cha Tường, còn được ông cha Tường nhận ra được cái luật của thiên định. Mà không phải người ta không nhận ra, nhưng mà người ta nhận ra đó, nhưng mà nếu người ta bước vào con đường này thì tất cả mọi người bị gieo lại, tất cả mọi người đánh hội đồng. Nhưng mà cha nhận ra được, nếu anh đánh hội đồng tôi là anh đang giúp cho tôi tu hành tốt hơn. Thầy công nhận không? Giống như thầy vậy đó. Ai mà tới giờ thầy tới cái tháng mà gọi là cái tháng mà ngồi kiếp già thì thầy phải ngồi 3 tháng thôi. Hoặc là có khi thầy nhập thất ra là 49 ngày, hoặc là 7 tháng, 5 tháng gì đó. Nhân dân, mình mừng đó thầy. Bây giờ mà nghe nói được nhập thất mà 5 tháng mừng vô cùng. Tức là mình ngồi không nói chuyện ai, mình tự kiểm điểm là đời sống. Nhưng đối với con bây giờ muốn ngồi đó, muốn nghỉ ngơi đó, cũng mà nói theo kiểu đức tin trời chưa cho thì phải nói vậy thôi. Cũng giống như thầy giờ 80 tuổi rồi cũng phải đi như vậy nè, chứ đúng ra thầy ngồi nghỉ ngơi được quá rồi. Nhưng mà con nên nhớ nha, tụi con còn phước đi đó, tụi con mới được thầy dẫn đó. Chớ còn bản thân của đức thầy là đủ phước để ta đi rồi, nhưng mà dồn lại ở thế gian còn một hai đứa nó khổ quá, ráng nhín cho nó miếng phước. Dẫn con đi đến đây là nhín phước cho con đó, phải vậy không? Chia phước cho con, chứ đúng ra thầy không có cần tạo phước nữa, ông đủ rồi, nhưng mà ông chia phước cho con. Còn cha và ba chị chẳng đây đang còn từng miếng phước, chưa có phước báo gì, tuổi nhỏ xíu còn phải tu tiếp tục. Đó là những cái con có thể chia sẻ được với thầy với các bệnh nhân ha. Còn khi đi vào trong ngày khám bệnh thì có hai cái đơn xin. Một là đơn xin khám chữa bệnh miễn phí, hai là đơn cam kết. Con biết rồi ha, có con mạng rồi phải không? Cái đơn này khi con ký vào đây thì con trị bệnh không tốn tiền nha. Rồi con ký luôn đi con, khỏi giải thích nhiều nha con. Ký ghi rõ vào tên. Cái này là coi như khi mà con ký xong vào đây thì cha sẽ đóng mộc vào đây để nói với con rằng là con sẽ chữa bệnh không phải trả tiền nữa nha con. Rồi coi như là đây là một cái hồ sơ pháp lý cho con là chữa bệnh không phải trả tiền nha. Đến ngày con về con không trả tiền, nhưng tiền phòng, tiền trọ thì con phải trả nha. Thêm một cái giấy cam kết này là trong quá trình điều trị mà lỡ con có chết bất đắc kỳ tử, con không được thưa thầy, thưa cha, thưa mọi người, được không? Con hiểu điều này rồi phải không? Ha? Mẹ con phải không? Hả? Ồ, đây là con gái, đây rể là ai ở lại nuôi? Con ở lại nuôi ha? Rồi như vậy, con phải thâm hiểu cái chỗ này nè. Tại sao ngày hôm nay cha làm cái giấy cam kết khám bệnh? Đáng lẽ đối với cha như dục như thế này, không cần. Có gì mà phải cam kết con cha chữa bệnh cho con, mà cha bắt con cam kết Chúa ơi cho nó cỡ dữ lắm, cho nó thiệt, không lẽ nó dục chứ.
cha con mà phải cam kết để nó thương mình, thấy ớn không? Con thấy thấy ớn không? Thầy trò mà phải cam kết để nó thương, tại sao vậy? Tại vì con người hôm nay theo cái truyền thống của nhân định, cho nên giờ đây không còn cha con, thầy trò, sư phụ, sư thầy gì hết. Thằng nào mà làm tao lộn xộn tao thương mày. Thầy có công nhận với con chỗ này không? Thầy có thấy con với thầy là những người đang theo Chúa, theo Phật tu, mình buồn không thầy? Con cầm cái giấy này lên, con không khóa chút nào nữa. Nhưng mà nếu không làm giấy này, mình không chữa bệnh cho nó được. Mình chữa không xong, mà lỡ nó chết nó thương mình rồi, giờ đâu mình chữa người khác. Nó thương mình đi ở tù khỏe à. Nhưng mà còn biết bao nhiêu người ngoài bệnh đó, mình ở tù nó không chữa được. Chứ đúng ra nói với con cái giấy này là không ngon đâu thầy. Nhưng theo cái xã hội thì mình phải chấp nhận cái giấy này thôi. Chứ còn cầm cái miếng giấy này lên không thấy tình cha con đâu đó. Trời ơi, hợp đồng chết không ở tù thế đó, trời ơi, kỳ lắm. Con dẹp được không con? Dẹp thử cái được không? Nó không chịu. Do bởi con người ngày hôm nay đã không còn đi theo cái ý của Thượng Đế. Vì thế tình cha con, tình thầy trò, tình sư thầy với nhau mất hết. Cuối cùng, thôi con ký vô đi con. Chắc cha hy vọng rằng nửa thế kỷ nữa mới dẹp giấy này. Nha. Dạ. Thư kiện mình thầy không được đâu. Bây giờ con nói thầy nghe nè. Con này, thầy dẫn con này đi chữa bệnh. Mà lỡ con chữa con chết, con cái cũng cổ thương thầy. Ông dẫn mẹ tôi đi chữa đâu, chỗ nào giờ mẹ tôi chết rồi, thầy nói sao đây? Thầy công nhận không? Rồi bắt đầu là nếu thầy không ký vô đây thì con chữa chết, thầy nói bây giờ con tôi dẫn về cho cha ta chữa chết rồi. Bây giờ tôi làm sao? Ha? Bây giờ con phải ký vô đây. Ký bảo lãnh. Cho nên cái thế gian nó còn gọi được, đó được gọi là thế gian đó thầy. Chứ còn nếu mà gọi là thế ngay thì dạ không có ký ngay tăng rồi, không ký gì nữa. Rồi mời thầy ký vô đây. Thầy ký chừng người nhân chứng hai. Bây giờ mình đang ở thế gian, chứ còn nếu mai mốt mình lên thế ngay cái rồi không khỏi ký. Biết thế ngay không? Rồi cảm ơn thầy. Các lương y cũng phải ký vô hết. Tất cả mọi người ký vô để làm bằng chứng này. Nãy giờ tụi con có trình bày với thầy rõ ràng sự việc về cách chữa bệnh, về cách. Chứ để nếu không thầy đi dẫn Phật tử đến đây chữa bệnh mà thầy không biết chữa cách nào, cũng khó lòng thầy dữ lắm. Không hiểu được, khổ dữ lắm. Vì thế mà mỗi một lần tụi con nhận bệnh nó phải có đầy đủ cái pháp lý để tụi con chữa bệnh mà không phải gặp khó khăn. Rồi thầy cũng hiểu cách tụi con chữa bệnh, rồi bệnh nhân cũng hiểu cách tụi con chữa bệnh. Nhưng mà cha nói tiếp tụi con, khi tụi con đi vào chữa bệnh là tụi con phải nấu cháo nước nha. Không được nấu cháo là cháo, nấu cháo nước để cho nó mau hết bệnh, nhằm mục đích là cho nó mau hết bệnh. Tất cả là cháo nước, nó tùy theo từng trường hợp mà mình sẽ cho họ ăn cháo khác thôi. Ví dụ như giai đoạn này ăn cháo nước. Rồi, tụi con đã ký vô để làm chứng rồi nghe thầy nha. Đây là cái bộ hồ sơ hoàn toàn có pháp lý nha. Rồi chúc con sẽ chữa trị bình an nha. Cuối cùng là tụi con làm hồ sơ bệnh án là tới đây. Rồi, xin thầy có ý kiến chỉ dạy chúng mà cứ có cái chính nên bụng nó là cũng có giống như tầm nhạc thành là cái đó nãy nên mình có nói rồi cũng nó sai trước này cái chúng sanh sanh vật sanh ra để là đặt con người ăn, nhưng mà bây giờ là nên bụng nó là cái khác rồi đó. Thì cái là cái từ của Phật giáo nên là tôi xin tán dương lên trong cái cuộc của mình cũng như tất cả các thầy chữa bệnh hôm nay. Vậy thôi thầy, chắc mình tới đây mình kết thúc được thầy giáo. Là có trước vô cùng và bây giờ là có giờ cùng chúng con thì nhìn lên xuống từ cho các bạn mình hồi cho những người
Thiên Chúa là tình yêu. Nơi nào có tình yêu thương là ở đó có Thiên Chúa ngự trị. Hợp tâm đầu, ở đây chứa chan muôn vui.